Vô lăng chính là chiều rộng của chiếc xe. Vẽ lại cho dễ nhìn các bạn nhé. Bảng điều khiển bên trái đại diện bánh xe bên trái. Các bạn lưu ý điều đấy. Bên phải thì vẽ vào kính chắn gió áp dụng vào thực tế. Khi mui xe của bạn trùng với bánh xe trước, bạn nhìn xem chướng ngại vật ở cả hai bên ok có nằm ngay bên ngoài hai điểm an toàn không mà chúng ta đã vẽ đây, đặc biệt là những con đường chưa đi bao giờ. Bức tường này sẽ nhô ra nhưng nó vẫn nằm ngoài điểm an toàn. Bánh xe cũng nằm ngoài bên ngoài nên có thể đi qua được một cách an toàn. Chỉ cần nhớ vô lăng là chiều rộng của xe thôi. Mu bàn tay là mặt ngoài của bánh xe, lòng bàn tay là bên trong của bánh xe. Sau này đường hẹp cỡ bao nhiêu bạn cũng không thành vấn đề. Đi qua đây liệu có sức